Đám cưới được ví là quả ngọt của một chuyện tình và người trong cuộc đều cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng có được người mình yêu. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh cha mẹ trao số hồi môn khủng cho cô dâu và chú rể trong ngày vu quy, khiến cả hội trường lẫn người xem phải trầm trồ không ngớt. Theo như chia sẻ, đám cưới của cô dâu MK và chú rể CS diễn ra tại Bình Thuận vào hôm 22 tháng 12 vừa qua. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trước sự chứng kiến của người thân và quan viên hai họ, cô dâu chú rể mặc áo dài đỏ và vest cưới lịch lãm đã đứng trên sân khấu để nhận những món hồi môn từ bố mẹ. Dù đã không ít đám cưới để mắt mặt với họ hàng cũng như thể hiện sự chịu chơi, gia thế của gia đình mà cha mẹ cũng đã trao không ít vòng vàng, tiền mặt, tài sản cho con cái. Nhưng chắc hẳn chơi lớn như bố mẹ cô dâu trong đám cưới này là không nhiều. Theo lời của MC đám cưới đã liệt kê lần lượt từng món hồi môn cô dâu được nhận, mẹ của cô dâu có một món quà rất ý nghĩa, đó là món nữ trang 10 cây vàng. Phần quà mà ba của cô dâu dành tặng là 3 tỷ đồng tiền mặt, 5 lô đất thổ cư, 6 sào đất nông nghiệp trị giá lên đến 30 tỷ đồng. Không chỉ là lời giới thiệu suông, mà ngay sau đó, người cha đã xách theo cả một vali tiền lên sân khấu để trao tận tay cho con gái và con rể. Kèm theo đó là những bản chứng nhận nhà đất như đã nêu. Trước tấm lòng của bố mẹ, cô dâu đã không kìm được xúc động mà rơi nước mắt, quay sang ôm người cha và mẹ như để thay lời cảm ơn trước khi về nhà chồng. Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người trầm trồ, mắt tròn mắt dẹt được độ chịu chơi của cha mẹ cô dâu. Đồng thời, không ít người suýt xoa trước số hồi môn khủng mà gia đình đã chuẩn bị cho nàng dâu trẻ làm vốn liếng khi đi lấy chồng.